bị bạn bè trêu chọc là người ngoài hành tinh và chê bai này nọ. Thì bạn bè đem ra so sánh với con này con kia thì trêu chọc mình. À, từ đó mình ngại tiếp xúc với đám đông. Bữa đó học nhiều khi cũng không có tiền để mua gạo mua đồ ăn. Ai cũng bảo sống giữa đời phải biết cảm thông, yêu thương nhau, nhưng thử hỏi mấy ai có thể làm được điều đó. Giữa lòng Sài Gòn, có một vị bác sĩ vẫn ngày đêm thao thức, nặng lòng vì những mảnh đời khiếm khuyết ngoại hình. Để rồi sau thời gian dài tu nghiệp tại nước ngoài, ngày trở về quê nhà, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Phan Thu Dung, tổng giám đốc bệnh viện JW Hàn Quốc, gánh vác trên vai sứ mệnh nhan sắc mới, khởi đầu mới, mở ra lối thoát cho hàng nghìn hoàn cảnh khiếm khuyết ngoại hình. Tôi thấy rằng là có khi chúng ta mổ 3 tiếng đồng hồ, tôi mổ 5 tiếng, 10 tiếng trong một ngày đi, nhưng mà thay đổi cả cuộc đời người ta, thì mình nghĩ mình sẵn sàng giúp. Thì khi mình thấy người ta thành công, người ta hạnh phúc đó, thì thực sự trong tâm mình thực sự là hạnh phúc. Thưa tất cả quý vị, thì tôi xuất phát là một sĩ ngoại khoa, trước đây là bệnh viện nhân dân 115 phụ trách về ngoại khoa, nhưng mà sau đó cơ duyên mình được sang Hàn Quốc để học về tạo hình thẩm mỹ. Thì ở bệnh viện JW, khi rẽ ngang một cái hướng về tạo hình thẩm mỹ thì đôi khi cũng nhiều người nói tại sao mình đang làm một cái ngành ngoại khoa, cũng có một vị thế, có một cơ hội, có nhiều tiềm năng thì rẽ ngang. Thì tôi được qua bệnh viện JW Chongwan tại Hàn Quốc để học. Và bản thân tôi là bác sĩ ngoại khoa mười mấy năm, học về ngoại khoa thì cũng hiểu được là muốn trở thành một bác sĩ gì đó thì chúng ta phải có background rất là tốt. Và trong đó cái phẫu thuật về ngoại tạo hình hàm mặt là một thế mạnh nhất của JW. Chúng tôi phẫu thuật đến bây giờ có thể là hơn 5.000 ca phẫu thuật về hàm mặt. Trong đó cái chương trình mà chúng tôi thực hiện từ 2014 khi là phòng khám có tên là Chia Nụ Cười Sẽ Tống Không, và năm 2017 là tên là Mang Nhân Tên là Nhan Sắc Mới Khởi Đầu Mới. Suốt 7 năm trời, bác sĩ Tư Dung cùng chương trình Nhan Sắc Mới Khởi Đầu Mới đã giúp đỡ hàng nghìn mảnh đời cơ cực, trả lại cho họ hình hài vốn có người tự tin vì sở hữu gương mặt hài hòa, có người tìm thấy được một nửa cuộc đời, có người hạnh phúc với mái ấm bên gia đình nhỏ thân thương, có người lại thành công, thăng tiến trong sự nghiệp. Và hẳn rằng bất kỳ ai cũng không thể quên hành trình kỳ diệu, tìm lại cuộc sống cho anh mến. Suốt 15 năm, chàng trai ấy sống trong sự ghẻ lạnh, bạc bẽ của người đời, hoang mang vì biến cố ập đến, khiến gương mặt chảy xệ không rõ nguyên do. Để rồi định mệnh cho phép anh được gặp bác sĩ Tú Dung, cuộc gặp gỡ kỳ tích. Thì có một vị lãnh đạo Bộ Y tế hỏi là ca này ai gây mê Tú Dung? Thì tôi trả lời là bệnh viện em gây mê hoàn toàn. Và Bắc Minh là trưởng khoa mê đã mổ gây mê 3 lần ca này 29 tiếng. Tại vì thực ra trước đây chúng ta gây mê một ca 7-8 tiếng mà ta rất là ngại. Và bây giờ thực ra bệnh viện tôi đã gây mê một ca tới 15 tiếng, tôi toàn bộ vẫn an toàn. Đó. Thì lúc đó tôi mới mình cũng thấy cũng một cái gì đó hơi sốt xuống xíu là thôi bữa đó anh nhớ anh coi livestream tôi mổ cho anh coi. Và anh hỏi là ekip nào mổ. Tức là thực ra người ta không đánh giá mình là vì mình có thể làm không được câu đó. Nhưng mà thì tôi mới nói là bữa đó anh cứ coi livestream đi, anh sẽ biết ai mổ. Và tôi mổ trực tiếp ca này 10 tiếng, 9 tiếng. Và tất cả ekip sẽ view. Dĩ nhiên trước mổ chúng tôi hội chẩn rất nhiều các bác sĩ trong ngoài nước. Và một cái ca mổ có thể tôi sẽ gặp anh Mến vẽ từ 3 đến 5 lần. Và mỗi lần vẽ khi bệnh nhân ngồi, khi bệnh nhân nằm, khi bệnh nhân ngủ nó khác hoàn toàn hết. Bác sĩ Tú Dung không chỉ giúp anh Mến có gương mặt mới mà còn cải thiện sinh hoạt hàng ngày, giúp anh có cuộc sống mới, lý tưởng mới. Em như mẹ mình đi. Mẹ như là một thằng. Người mẹ trí em, cái năm trước. Có người nhận ra anh Mến đó đúng không chị? Nhận ra đúng hả? Đúng rồi. Dạ đúng rồi á. Sao mà nhận ra hay vậy? Mà em đeo khẩu trang hay không đeo khẩu trang? Dạ em đeo khẩu trang nhưng mà chị đó vẫn vẫn luôn cùng này. Chị nói là nổi tiếng rồi. Chị nó nói là theo dõi từ lúc đầu luôn. Em với Dung là ngỡ ngàng luôn á.
không chỉ dừng lại ở sứ mệnh tìm lại nhan sắc mới cho những mảnh đời bất hạnh, vị bác sĩ tử tế còn hăng say trong những công trình nghiên cứu khoa học. Bác sĩ Tú Dung chính là bác sĩ Việt Nam duy nhất tham gia biên soạn cuốn sách chuyên về tạo hình phẫu thuật thẩm mỹ cùng 85 giáo sư, bác sĩ đầu ngành các trường đại học nổi tiếng trên thế giới. Bác sĩ Tú Dung cũng thường xuyên tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học trong ngành phẫu thuật thẩm mỹ điều trị nói riêng, từng bước khẳng định vị thế của ngành y học Việt Nam trên bản đồ y khoa thế giới. Với thành tích điều trị căn bệnh MAS cho mến, bác sĩ Tú Dung liên tiếp mang về nhiều giải thưởng danh giá. Huy chương bạc giải Á quân Hiệp hội Nội khoa Hoa Kỳ ACOI, cúp vàng thành tựu y khoa Việt Nam 2021, bằng khen vinh danh từ Bộ Y tế, huân chương lao động hạng 3, góp phần vào sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa và bảo vệ Tổ quốc. Miệt mài trong những hoạt động chuyên môn, vị bác sĩ tử tế cũng không quên lan tỏa sự sẻ chia nhân văn rộng khắp cộng đồng. Bác sĩ Tú Dung luôn hăng say trong những công tác thiện nguyện, lan tỏa tình yêu thương cho những mảnh đời bất hạnh ngoài kia. Bằng khen Bộ Y tế về thành tích chữa bệnh nhân đạo năm 2014-2017, bằng khen Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng trong công tác an sinh xã hội, bằng khen Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng đóng góp cho sự phát triển của quê hương Hòa Vang, bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về thành tích trong công tác thiện nguyện xã hội liên tục nhiều năm. Hành trình tiếp sức quỹ học bổng Vừa A Dính hỗ trợ nuôi 6 sinh viên theo học trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh với thời gian hỗ trợ 6 năm liên tục, giúp các em sinh viên vùng dân tộc thiểu số, vùng biển đảo theo đuổi ước mơ khoác chiếc áo blue trắng, nói gót trở thành những vị bác sĩ tử tế trong tương lai. Những tấm gương thầm lặng cao cả, góp sức cùng bệnh viện Nhân Ái chăm sóc bệnh nhân S giai đoạn cuối, sống lang thang không nơi nương tựa, bị gia đình bỏ rơi, bệnh nhân tại các trại giam, các cơ sở giáo dục giáo dưỡng. Và mới đây, cùng loạt hành trình thiện nguyện đầy tính nhân văn, tiếp sức chống dịch Covid-19, chuyến xe chia sẻ, bao gạo nghĩa tình, trái W sẻ chia yêu thương, viện trợ trang thiết bị y tế cho 30 bệnh viện tuyến đầu chống dịch và hành trình tiêm vaccine lớn nhất lịch sử. Sau tất cả, bằng khen vinh danh từ Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Thủ tướng Chính phủ chính là lời khẳng định không thể xứng đáng hơn. Có lẽ, ngành phẫu thuật thẩm mỹ vẫn sẽ là tảng băng chìm mấy ai hay, nhưng với sự nỗ lực hết mình, tin rằng vị bác sĩ tử tế Nguyễn Phan Tú Dung rồi sẽ tạo nên những điều kỳ diệu để vượt xa những ràng buộc, đưa phẫu thuật thẩm mỹ trở về bản chất thẩm mỹ điều trị vốn có và đôi khi là lan rộng yêu thương cho cả cộng đồng. Bác sĩ Tú Dung, vị bác sĩ của sự tử tế. Nếu bạn thấy thích video này thì đừng quên để một like và nhấn đăng ký kênh để giúp chúng tôi sáng tạo thêm nhiều video thú vị hơn. Xin cảm ơn.